nhằm để học viên lớp nhận thức về Đảng khóa 2 năm 2023 tìm hiểu rõ hơn về lịch sử Đảng bộ huyện cũng như truyền thống anh hùng cách mạng, sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh. Ngày 6 tháng 6 năm 2023, Trung tâm Chính trị huyện đã tổ chức chương trình về nguồn cho các học viên lớp nhận thức về Đảng khóa 2 với hoạt động thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện và thăm nhà sàn truyền thống nơi thành lập chi bộ đảng đầu tiên, tiền thân của Đảng bộ huyện Lang Chánh tại thôn Nê Cắm, xã Đồng Lương. Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 2 có 61 học viên là những quần chúng ưu tú đến từ các đảng bộ, chi bộ, cơ quan đơn vị, các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Để bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc, tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện, giảng viên Trung tâm Chính trị cùng học viên lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 2 đã thành kính trước nhà bia tưởng niệm 338 liệt sĩ huyện Lang Chánh đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến, dành một phút mang niệm để tưởng nhớ công ơn trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các anh hùng liệt sĩ, tổ chức thắp nén hương thơm tại đài bia Tổ quốc ghi công và thắp lên 72 phần mộ các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Lang Chánh. Thông qua hoạt động này, giúp cho thế hệ trẻ hôm nay hiểu rõ hơn về những cống hiến hy sinh vì nền độc lập dân tộc của thế hệ cha anh đi trước, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Tiếp đó, các học viên của lớp đã được tìm hiểu về lịch sử Đảng bộ huyện hơn 70 năm qua tại nhà sàn truyền thống nơi thành lập chi bộ đảng tiền thân của Đảng bộ huyện Lang Chánh ở thôn Nê Cắm, xã Đồng Lương và được giảng viên của Trung tâm Chính trị huyện nêu khái quát về lịch sử cũng như một số mốc thời gian quan trọng trong quá trình phát triển và trưởng thành của Đảng bộ huyện từ khi thành lập đến nay. Ngày 15 tháng 2 năm 1949, tại nhà ông Phạm Văn Chính ở Chòm Cắm, xã Đồng Lương đã diễn ra hội nghị thành lập chi bộ đảng đầu tiên. Đồng chí Nguyễn Văn Tần làm bí thư. Đây là dấu mốc lịch sử, là bước ngoặt quan trọng khẳng định sự trưởng thành trong phong trào cách mạng của huyện. Từ đây, sự nghiệp kháng chiến kiến quốc ở Lang Chánh đã có tổ chức đảng trực tiếp lãnh đạo. Từ chỗ có một chi bộ với 4 đảng viên, đến nay Đảng bộ huyện Lang Chánh có 29 đảng bộ chi bộ trực thuộc huyện ủy, 166 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với tổng số trên 3.580 đảng viên. Nhà sàn truyền thống là công trình chào mừng kỷ niệm 40 năm tái lập huyện, được khởi công xây dựng từ tháng 4 năm 2022 với kiến trúc nhà sàn một gian hai trái, công trình với tổng nguồn vốn trên 1 tỷ đồng từ nguồn huy động đóng góp của cán bộ nhân dân huyện Lang Chánh, con em Lang Chánh đang công tác xa quê trên khắp mọi miền Tổ quốc. Qua tìm hiểu, các học viên đã hiểu rõ hơn về lịch sử Đảng bộ huyện Lang Chánh, nắm được công trình nhà sàn truyền thống, nơi thành lập chi bộ đảng, là nơi trưng bày những kỷ vật với các tài liệu cùng hàng trăm hiện vật trưng bày về lịch sử Đảng bộ huyện, các thế hệ lãnh đạo huyện qua các thời kỳ, các văn kiện quan trọng của từng nhiệm kỳ đại hội được lưu giữ trưng bày. Đây chính là địa chỉ đỏ, là nơi để các thế hệ trẻ huyện nhà đến tham quan, tìm hiểu về truyền thống lịch sử, lòng yêu nước và về tiêu sử sự nghiệp cách mạng của huyện Lang Chánh. Sau chuyến đi thực tế, các học viên sẽ có nhiều kiến thức bổ ích phục vụ cho việc học tập và công tác sau này. Đây cũng chính là hoạt động nhằm để học viên hoàn thành tốt bài thu hoạch cuối khóa. Cũng nhân dịp này, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà sàn truyền thống, các học viên cũng đã thắp hương để bày tỏ lòng thành kính ghi nhớ công ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, và ôn lại truyền thống hào hùng của quân dân Lang Chánh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.